Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có con heo này chuẩn bị sanh nè các bạn. Cái lịch của nó là ngày 16 tháng 3 nhưng mà hôm nay là mới ngày 13 tháng 3 thôi. Là nó có hiện tượng là sanh rồi, nó cắn ổ hồi 4 giờ đêm hôm tới giờ là nó ủi chuồng gầm gầm rồi. Rồi cái con này á, thì là 14 tháng 3 là sanh trước 2 ngày nhưng mà bây giờ cái qua của nó không thấy biểu hiện gì hết các bạn. Bụng nó nhỏ luôn. Hai con này á, con này là con tơ nè. Còn con này con gạ, hai con này đều chích thuốc lên giống hết nha các bạn. Còn hai con này nó không chịu lên giống là mình chích thuốc lên giống nha. Hai con này là mình chích thuốc mắc 600. Con này khả năng là mình đón dao động là từ 10 đến 12 con. Còn cái con này á, là cũng chích thuốc mắc 600 luôn nha. Mà bụng nó hơi nhỏ là chắc mình nghĩ chắc chừng 5 đến 7 con là cùng thôi. Rồi để mình kiểm tra sữa cái con heo này cho các bạn xem nè. Cái qua của nó thồng rồi. Là hôm nay là nó sanh, chắc cú là hôm nay sanh luôn. Nhưng mà không biết là sanh buổi trưa hay buổi chiều nè. Để mình kiểm tra sữa của nó. Nó có sữa rồi nhưng mà có một số vú là nó bún thành tia, còn một số là nó chưa có các bạn đó. Con nái mình chắc buổi chiều nay là nó sanh nè các bạn. Buổi sáng thì mình kiểm tra thì chưa có sữa nhiều, buổi chiều thì mình mới kiểm tra thì sữa nó nhiều rồi. Để mình bóp cho các bạn xem nha. Đây nè, nó sữa nó chảy nè các bạn. Sữa nó chảy nè. Mấy vú này mình mới bóp nó xịt rồi hết rồi đó. Vú trên này thì chưa đó. Đó, sữa nó bắn đó các bạn. Rồi con heo này á thì bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều thì mình đoán là có thể là 5 6 giờ tối hoặc là trễ hơn tí xíu là nó sẽ đẻ nha. Rồi khi nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem. Đó, các bạn so sánh đây là con gà nè, con này là lứa thứ ba nè, con này là lứa nhất nè, nhưng mà con này thì đẻ ít, tiêm thuốc lên giống, con này cũng tiêm thuốc lên giống luôn, thì để xem coi nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Nãy giờ mình đi ra vô mình thăm á, thì mình phát hiện heo mình nó đẻ rồi nè các bạn, nhưng mà ở đây nó đẻ ra hai con là mình phát hiện là nó bị chết lu rồi nè các bạn, nó bị khô thai rồi, mấy con này là chết cỡ tháng trước rồi. Đó, ở chỗ này một con nha, ở đây một con nữa, để mình kéo cọng dây này ra. Đây là bị khô thai, bị chết lu nha các bạn. Cái này có thể là do heo mẹ một phần và do vaccine một phần nữa nó mới bị như vậy nha. Đó, đây con heo này cái bụng còn cũng là rất là to luôn, cũng còn con sống bình thường đó các bạn, nhưng mà mấy cái con khô là nó ở đầu tiên thì nó ra trước. Rồi để xem những con tiếp theo nữa thì nó như thế nào nha. Các bạn đón xem với mình coi con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Đây để mình quay một vòng qua bên kia nữa cho các bạn xem con heo nè. Ở đây là buổi chiều nữa các bạn. Đây buổi chiều giấc này là khoảng 5 giờ thôi. Trời còn nắng nha, nó dội vô chuồng luôn nè. Heo mình nó mới vừa nằm xuống nó gặn ra một con nữa nè các bạn. Là con này là con bị chết lu thứ ba rồi nha các bạn ơi. Bụng nó thì nó vẫn còn nhô cao đó, nhưng mà ba con đầu tiên là thấy tiếc ba con nữa các bạn. Để mình bỏ cái con này vô luôn đi. Đây một con nè, rồi trong bao này mình để vô nãy là hai con rồi nè. Đó, trong đây là hai con, một con bự một con nhỏ nè, con bự nằm dưới con nhỏ nằm trên đó. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Nãy giờ con nái mình nó sanh được ba con các bạn, nhưng mà ba con nó bị chết luôn rồi các bạn. Chắc nó chết cũng không lâu đâu, chắc cũng tầm 20 ngày đến 30 ngày trước thôi chứ không lâu đâu các bạn. Đây nè, bây giờ nó còn nằm, cái bụng nó còn bự lắm các bạn. Thì các bạn đoán xem con nái này của mình nó sanh được bao nhiêu con nha. Con nái này thì mình không nhớ chính xác là mấy lứa trước là nó sanh được bao nhiêu. Toàn bộ là lứa 1, lứa 2 vừa rồi á, là nó sanh là đều trên 12 con hết nha các bạn. Thường thường những con nái của mình không làm dấu cho nó là nó sanh sai lắm, 14, 15 hết á. Thì các bạn nhớ đón xem hết clip của mình để đón cùng mình coi con nái này nó sanh được bao nhiêu con. Hiện tại là được 3 con chích lu rồi. Phải 3 con đó còn sống là chắc được gần phân nửa chi phí con nái rồi đó các bạn. Nó hao 3 con đó là nó rơi vào tầm 3 triệu 3 rồi. Là mất 3 triệu 3 tiền phí rồi. Giờ mình đợi nó sanh coi là nó đẻ được bao nhiêu con. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua.
Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ tư nè các bạn, để xem con thứ tư như thế nào các bạn ơi. Mình cũng hồi hộp lo quá. Mình thấy nó đi ra đó, nó chồi chồi là chắc không sao đâu các bạn ơi. Đây là con thứ tư nè. Con thứ tư khỏe mạnh bình thường nha các bạn. Để bây giờ mình chùi nó nha. Trời ơi, nãy giờ hồi hộp lo quá trời luôn, không biết là con heo này nó xanh như thế nào nữa. Cái bụng nó nè các bạn. Các bạn đoán với mình coi con này được bao nhiêu con nha. Con này con thứ tư mà sống sót cái con đầu tiên nha. Mình quay cho các bạn xem cái con đầu tiên sống sót nè. Đó, đàn nó 4 con, bây giờ nó chỉ là một con sống sót đầu tiên nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đợi những con tiếp theo nó sẽ như thế nào nha các bạn. Con heo này thì cái bụng nó còn u đó, mà không biết nó là được bao nhiêu con. Chắc mình nghĩ nó không cao đâu, chắc tầm chừng 8 đến 10 con thôi chứ không cao đâu các bạn. Đây, heo mình mới vừa ra con thứ 5 luôn nè các bạn. Đó, mình ngồi mình thấy ra con thứ 5, mình quay cho các bạn xem nè. Heo rất là to luôn các bạn. Để bây giờ mình chùi nó nha. Đó. Heo mình đẻ ra con này là con thứ 7 rồi nè các bạn. Đó, mình thấy bụng nó vẫn còn các bạn. Để một tí nữa mình quay cho các bạn xem nha. Để mình để cái con thứ 7 này vô trong sọt. 3 con chết lu và 4 con sống là tổng là 7 con. Đẻ con to các bạn ơi. Để xem con heo này đẻ được bao nhiêu con nha. Các bạn cứ bình luận xuống xem con heo đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Cái con heo này là ngày 16 mới đẻ, mà hôm nay là mới 14 nó đẻ rồi. Con heo này là ngày 14 nó đẻ là hôm nay luôn nè. Mà cái hoa nó chưa có nở nữa là con này đẻ trễ ít nhất là phải một tuần các bạn. Con này con thứ 8 nè các bạn. Vừa ra con thứ 8 luôn nè. Để mình để qua đây cho các bạn xem. Con rất là to luôn các bạn ơi. Rồi để mình chùi con này nha. Rồi heo mình chuẩn bị gặn con thứ 9 ra nè các bạn. Đó, nó chòi ra rồi đó các bạn ơi. Đó, con này ra đít trước nha. Nãy giờ mình đợi nó nãy giờ khoảng 30 phút rồi đó. Đây. Con này rất là dài đòn luôn các bạn. Đây là bầy heo của mình nè các bạn. Nãy giờ là từ chiều tới giờ là nó đẻ được 9 con rồi nha. Heo mình từ chiều giờ các bạn là đẻ được 3 tiếng rồi. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối, nó đẻ hồi lúc 5 giờ chiều là đẻ được 3 tiếng là đẻ được 9 con nha. Còn nó còn vẫn còn đẻ nữa thì mình không biết là bao nhiêu con, thì các bạn cứ bình luận xuống đón với mình là xem thử là nó đẻ được bao nhiêu con nha. Thì các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Có những cái gì mà mình chia sẻ để cho các bạn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm để các bạn mới vào nghề, các bạn chăn nuôi được thành công á, thì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cái gì mà các bạn hỏi mình không biết hoặc là mình chưa gặp thì mình nói thẳng cho các bạn là mình không biết hoặc là mình chưa gặp trường hợp đó. Thì các bạn tham khảo thêm những anh chị đi trước hoặc là thú y, thì chỗ nào biết thì mình sẽ học hỏi thêm. Còn cái nào mình biết á, thì mình chia sẻ, mình khẳng định mình biết là mình biết. Còn mình nói không là không, các bạn thông cảm với mình nha. Có cái gì thì mình nói cái đó. Chứ mà ví dụ mình không biết mà mình cứ nói biết là xử lý không được các bạn. Ví dụ như trường hợp mà heo như vậy mà hướng dẫn hoài hoài, xử lý hoài hoài như vậy không được, càng ngày nó càng nặng, là như vậy là không được. Ở đây là 9 con nè. Ở đây là 6 con nè các bạn. Với lúc chiều là nó chết lu 3 con á. Nó bị khô thai đó. Là tổng cái đàn của mình là 9 con rồi. Thế bây giờ mình chờ nó đẻ nữa. Thì con này chắc mình đón nó còn chắc từ 2 đến 4 con nữa chứ không còn nhiều đâu các bạn. Mình thấy cái bụng nó cũng còn u lên, nhưng mà nó không có được bự nhô nhiều nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Con thứ 10 chuẩn bị ra nè các bạn. Nó ra nước ối rồi đó. Bắt đầu nó chuẩn bị gặn nè. Đó,
đó, nó mình thấy ở phía sau nó giật giật rồi đó, nó chuẩn bị ra đó các bạn, nó gặn cái nữa là ra đó. Đó, nó gục mình rồi, ra con này là chắc rớt xuống rồi. Mình phải canh, mình đỡ nó mới được. Để thôi là nó rớt xuống à. Đây, sát quá các bạn ơi. Đó. Ô, quá to luôn, con này quá to luôn. Con này quá trời to luôn các bạn. Con này muốn gấp rưỡi cái con nhỏ nhất mà nó sanh ra. Là nó rớt xuống dưới luôn, mình mới khiêng nó lên á. Rồi đây là con thứ 10 nè, để mình bắt cái con thứ 10 này vô trong sọt chung với nó nha. Đây các bạn xem con thứ 10 nó to nè. Đó, mình để con thứ 10 chung với những con khác rồi đó các bạn. Đó, con thứ 10 nó to, cái đầu nó bự nè, nó ở gốc nè. Xem con gốc bên đây nhỏ xíu mà con thứ 10 to. Ở đây con thứ 11 nó mới ra nè các bạn, nó muốn ngọt luôn các bạn. Rồi bây giờ để mình chùi, mình xử lý cái con thứ 11 này xong thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Mình mới vừa chích oxytocin cho nó, khoảng 5 phút nữa nó sẽ tác dụng, nó sẽ đẩy con ra thêm nha các bạn. Rồi nó muốn ngọt, nó dãy dãy kìa. Heo mình tiếp tục gặn ra con thứ 12 nè các bạn. Để mình tiếp nó. Để không thôi là nó lọt à. Đó, đây là con thứ 12 nha. Đó, đây con thứ 12 rớt xuống nước luôn. Rồi mình bây giờ mình chùi, mình xử lý con này. Oxytocin nó có tác dụng rồi đó các bạn. Con này ra coi chừng là con kế nó ra thêm nữa đó. Để mình đợi coi nó có ra chung hay không. Rồi đây là con thứ 12 nè các bạn. Bây giờ mình để con thứ 12 này vô chung bầy với nó nha. Tổng là 3 con chết lưu và 9 con còn sống nha các bạn. Đó, trong sọt này là 9 con, là 12 con nha. Heo mẹ nó chuẩn bị gặn nữa nè các bạn. Mình mới xử lý con đó thì bây giờ bắt đầu nó gặn nữa nè. Tại vì oxytocin nó có tác dụng rồi thì nó sẽ gặn liên tục luôn. Rồi nó chuẩn bị gặn ra con thứ 13 nha các bạn. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem quá trình heo đẻ con thứ 13 nè. Đó, con này ra đít trước nha. Cái con thứ 13 này ra là nó chuẩn bị ngọt nha các bạn. Thì mình buông cái điện thoại xuống là mình phải xử lý liền. Thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn mới xử lý heo mà nó muốn ngọt nè, ra mà nó thở không được, nó muốn ngọt dãy dãy á các bạn. Trước tiên á là các bạn phải lấy cái nồi lau nè, lau trong cái mồm, cái mỏ nó trước, rồi vuốt mũi nó, lau 3-4 cái liên tục luôn. Rồi bắt đầu các bạn lấy cái nồi lau á, các bạn cầm hai cái chân sau, chổng cái đầu nó xuống. Rồi các bạn lấy cái tay của các bạn á là cho cái lòng bàn tay vậy nè, các bạn ốp vô lưng nó vậy nè, các bạn vỗ vỗ phịch phịch 4-5 cái vậy đó, các bạn cứ vỗ bình thường, đừng có sợ nó đau gì hết trơn á. Chúng ta vỗ một cái đầu quay cho vỗ 4-5 cái, chúng ta quay trở lại, chúng ta lau miệng lau mũi nó liền. Rồi chúng ta làm 2-3 lần như vậy thì con heo nó sẽ bình thường. Còn mà những con heo mà trường hợp mà nó quá nặng đi, nếu mà các bạn can đảm á thì các bạn đưa cái miệng vô, các bạn hút cái mũi nó, hút vô miệng mình đó nha, các bạn đừng có thổi vô nha, thổi vô là nó ngọt nó chết luôn á. Mình hút cái mũi nó ra rồi mình mới cứu nó được. Đó là những con heo rất là nặng, nó bị ngọt hầu như là nó mềm nhũn cơ thể đó rồi. Còn mà giống như cái con mình mới bắt ra, giống như lúc nãy mình để điện thoại xuống đó, là các bạn cầm, các bạn phải lau miệng liền, lau mũi liền, rồi các bạn chổng ngược đó, các bạn vỗ 4-5 cái phịch phịch, rồi bắt đầu các bạn mới lau miệng lau mũi nó lại nữa. Các bạn làm 2-3 cái như vậy luôn thì con heo các bạn sẽ ok nha. Cái này thì mình hướng dẫn cho các bạn mới, còn mà những các bạn mà nuôi lâu năm á, thì các bạn đã gành rồi. Thì cái gì mà biết á, thì mình hướng dẫn cho các bạn, còn cái gì mà còn mình còn thiếu á, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi để mình để vô chung bầy với nó, con này là con thứ 13 nha các bạn. Con heo bụng nhỏ mà nó đẻ được 13 con nè, để xem coi còn được bao nhiêu con nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ để con thứ 13 này vô chung bầy với nó. Đó, trong đây là được 10 em. Heo thấy bụng nhỏ mà đẻ được như vậy là thấy cũng vui các bạn. Mới ban đầu ra 3 con là mình thấy là nó hơi buồn buồn rồi đó. Rồi bây giờ 10 con thì nó cũng đỡ lại rồi. Để xem coi gán 1-2 con nữa đi thì được vui hơn nha.
mình thấy nó cũng còn các bạn, mình thấy chỗ này nè nó còn hơi nhô nè, mình nghĩ là nó còn vài con nữa đó chứ chưa hết đâu. Rồi bây giờ đàn heo của mình ở trong đây được 11 con sống và 3 con bị khô thai. Bây giờ thì mình sẽ thả nó ra cho nó bú trước nha các bạn. Còn những con nào mà sanh ra sau á thì một tí nữa thì mình sẽ cho nó bú sau. Bây giờ thì mình thả nó ra trước đi. Cho nó bú cho nó no đi để nó quậy quá. Mình thả cái đàn heo con này ra cho nó bú trước nha các bạn. Đây, ở đây cái đàn heo là 11 con của mình nè, mình mới thả nó ra để cho nó tự tìm vú nó bú nha. Để mình bắt cái đèn ấm lên để cho nó sưởi ấm cái đàn heo của mình, để không để nó tránh mất nhiệt, nó bị lạnh các bạn. Nó bị lạnh là nó mất sức đó. Đây nè các bạn, heo mình nó mới vừa đẻ ra 3 con một lượt luôn nè các bạn. Cái con bị chết lưu này là con thứ 15 nha. Còn con bên đây là con thứ 16, nó muốn ngọp luôn thì mình mới cứu nó nè. Con thứ 17 thì nó không có ngọp, nó bình thường, mình chùi nó bình thường nha. Đó, tổng cộng là bây giờ là hiện tại bây giờ là được 17 con các bạn. Để một tí nữa mình xem coi còn con nào nữa hay không nha. Con heo này nhìn thấy bụng nhỏ mà đẻ quá cho nhiều luôn các bạn. Đây là mấy con heo chiến của mình nè. Ba con đẻ sau á thì một con thì mình đã cho vô cái bao này rồi nha. Còn hai con còn lại á thì mình để vô sọt này. Một tí nữa 11 con ở ngoài này nó bú no thì mình để vô sọt, rồi mình cho hai con này bú sau nha. Để mình theo dõi coi một chút nữa coi còn con nào nữa hay không nha các bạn. Sao mình thấy cái bụng nó vẫn còn u đó các bạn ơi. Hiện tại là heo mình đẻ được 17 con rồi nha. Khô thai là 4 con, còn heo sống là 13 con. Tổng đàn mình hiện tại là 17 con. Thì các bạn nhớ theo dõi hết clip của mình xem coi còn con nào nữa hay không nha. Sao mà mình thấy nó còn u nữa các bạn. Sao mình thấy chỗ này nó còn nhô nè. Ở đây con thứ 18 ra thì mình kiểm tra là nó đã ngọt rồi các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục kiểm tra coi còn con nào nữa hay không nha. Tiếc quá. Cái con nái này mình thấy bụng nó nhỏ mà nó đẻ cũng sai quá các bạn. Là nó đẻ được 18 con nha. Cái con thứ 18 là con sau cùng là ngọt. Là hơi tiếc các bạn. Rồi mình đưa tay vô mình kiểm tra thì mình không đụng nữa. Mình nghĩ là đàn heo của mình nó chỉ có 18 con thôi. Thì 4 con khô thai, ngọt một con là 5 con. Rồi còn sống hiện tại là 13 con nha các bạn. Hiện tại là nó đang bú ở đây là 11 con. Ở ngoài là mình thả hồi nãy là 11 con đang bú đó. Với hai con sau này nó còn trong sọt nè. Là đàn heo của mình thì mình nghĩ là nó chỉ có sanh được 18 con thôi. Thì cái này là vượt qua mong đợi các bạn. Mình nghĩ nó là từ 8 đến 10 con thôi. Mà bây giờ là còn sống là 13 con là ok rồi, cái hài lòng rồi. Heo mình đẻ trên 12 con là mình đã chấp nhận được rồi. Còn mà 10, 11 con thì nó chưa đạt chỉ tiêu của mình nha. Chỉ tiêu của mình là tầm 12 con đổ lên. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Các bạn nhớ đón xem cái clip sau của mình. Thì mình sẽ chăm sóc con nái này khoảng 7 đến 10 ngày đầu. Là con heo chăm sóc cho con heo nái khỏe mạnh bình thường lại nha các bạn. Ở đây là đàn heo của mình. Mình thả tổng đàn ra bú nè các bạn. Đây là 13 con nha. Để mình kiểm cho các bạn xem là phải 13 con hay không. Ở đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, dưới đây con là 4 nè, đây là 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè,
Ở đây một con là 10 nè, 10 với 3 con nè các bạn. Đó, 3 con đó. Cử tay mình qua là 3 con nè. Là tổng đàn heo của mình là được 18 con, nhưng mà nó hao 5 con rồi, chỉ còn 13 con thôi.